đi đi. Và Thanh Danh xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, là những người khán giả của đài VNTV và cũng là những người bạn đồng hành với gia đình VNTV trong suốt thời gian dài vừa qua, hôm nay chúng tôi cũng rất là hân hoan chào đón những vị khách có lẽ là lần đầu tiên đến với phòng thâu của đài truyền hình VNTV. Kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên đài truyền hình VNTV tổ chức chương trình hội thảo về những vấn đề Việt Nam. Và chúng tôi rất là vui mừng có sự tham gia đông đủ của quý vị ngày hôm nay. Điều đó cho thấy rằng chúng ta có cùng một ưu tư và quan tâm chung đến những sự việc đã và đang xảy ra trên đất nước của chúng ta. Tuy không cần nói thì chúng ta cũng biết được những sự kiện, những thực trạng đang xảy ra trên đất nước chúng ta, từ những việc mất đất, mất biển, đến nhân quyền, đến những độc hại thực phẩm. Và gần đây nhất chúng ta thấy được rằng tình trạng xả thải gây chết cá hàng loạt ở Vũng Áng. Kính thưa quý vị, trong buổi hội thảo hôm nay, chúng tôi không nghĩ rằng sẽ thay đổi được những gì đã xảy ra trên đất nước chúng ta. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một thông điệp gửi đến các bạn trẻ và cũng như những đồng bào sống trong và ngoài nước, để chúng ta hiểu thêm về vấn đề, những cái vấn đề đang xảy ra trên đất nước chúng ta, để chúng ta hiểu và có thể chung tay xây đắp một Việt Nam một ngày càng tốt hơn. Hôm nay là ngày lễ Memorial Day, ngày lễ chiến sĩ trận vong Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 5. Chúng ta cùng tưởng niệm đến những người chiến sĩ Hoa Kỳ và những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã hy sinh và bỏ mình tranh đấu cho nền hòa bình, cho tự do và lý tưởng dân tộc. Và chúng ta cũng không quên đến đồng bào của chúng ta đang còn ở quê nhà. Với nhân quyền bị chà đạp và với sự sống đang bị đe dọa bởi môi trường bị ô nhiễm, giờ đây chúng tôi xin mời, kính mời Mục sư Lê Công Toàn, trưởng ban đại diện cộng đồng Cơ Đốc giáo San Diego, và Đại Đức Thích Tín Mãn, trụ trì chùa Viên Quang, bắt đầu nghi thức thắp nén và cầu nguyện. Xin kính mời quý vị. Kính lạy Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là đấng dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có loài người chúng con. Cảm tạ Chúa vì hôm nay chúng con đến đây để hòa lòng với những người công dân Mỹ, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tính mạng của mình, xương máu của mình để cho đất nước Hoa Kỳ có được tự do ngày hôm nay. Chúng con cũng là người Việt Nam, chúng con tưởng kỷ niệm đến những anh hùng liệt sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, những người đã nằm xuống vì sự tự do mà chúng con có ngày hôm nay. Chúng con cũng nhớ đến những người đã tranh đấu, đã hy sinh để cho chúng con được qua định cư tại Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cảm tạ Chúa vì chiều hôm nay chúng con là những người tha hương. Chúng con đến đây để cầu xin Chúa giải thoát đất nước Việt Nam chúng con. Chúng con tin rằng chúng con không làm được khi đất nước Việt Nam chúng con đang mất tự do, bị đàn áp, dân chúng lầm than, khốn khổ. Nhưng con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Những việc chúng con không làm được, nhưng Chúa làm được. Xin Chúa thương xót quê hương Việt Nam chúng con, sớm giải thoát đất nước Việt Nam chúng con, để đất nước Việt Nam chúng con có được một nền hòa bình thật sự, dân chúng được ấm no hạnh phúc và được tự do tất cả mọi bề. Chúng con cảm tạ Chúa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đệ tử chúng con ở tại nơi đây để cùng nhau đem hết tấm lòng hướng về những người chiến sĩ trận vong
đồng bào tử nạn đã quên mình vì nước, vì đại nghĩa dân tộc. Chúng con ý thức rằng đất nước Việt Nam cần lắm những tấm lòng, những bàn tay để xây dựng nên một quốc gia tốt đẹp, an lạc hơn. Nơi đó con người cần phải được có sự đầy đủ hơn về cái gọi là quyền được sống như bao dân tộc văn minh tiến bộ khác. Chúng con ý thức được rằng như lời của Đức Phật dạy, một chúng sanh, một người không thể tạo nên một sự kiện lớn lao, nhưng bằng những tấm lòng, bằng những bàn tay, cùng có một hướng đi, cùng chung một hướng về, tất cả nguyện vọng, tâm tư của chúng con nhất định sẽ được thành tựu. Nhân đây, chúng con lại xin được chắp tay cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát soi đường dẫn bước cho các anh linh đã hy sinh vì đại nghĩa dân tộc có nơi được đến, có chỗ được về, luôn được an lành nơi cảnh Phật. Chúng con lại nguyện tất cả những người hiện hữu nơi đây luôn được an lành và hạnh phúc trong ánh hào quang đầy từ bi và trí tuệ của chư Phật. Chúng con xin được chắp tay nguyện cầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tay cầm tay vươn tiến, vượt qua cơn bão giông, quý vị. Hiện nay dân tộc Việt Nam chúng ta đang đứng trước rất nhiều hiểm họa, nhưng mà có thể tóm tắt vào những hiểm họa chính sau đây. Nạn ngoại xâm đến từ phía Bắc, một chế độ độc tài đã cai trị dân tộc mình hơn 70 năm nay. Tình trạng môi trường sống càng ngày càng bị ô nhiễm tệ hại, quyền của người dân bị chà đạp, và cái nguy hiểm nhất là mai sau này chế độ độc đảng ra đi, một cái bóng tối vẫn tiếp tục trên đất nước mình. Làm cách nào khôi phục lại được con người Việt Nam? Chúng ta mất lòng tin nơi nhau, chúng ta không còn tin tưởng gì. Đó là cái thực trạng hiện nay của đất nước. Tôi muốn đưa hình ảnh của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Trần Huỳnh Duy Thức trong cái bối cảnh mà Mỹ, Tổng thống Barack Obama sắp qua Việt Nam, chế độ Hà Nội buộc lòng phải thả cha Nguyễn Văn Lý và muốn để Trần Huỳnh Duy Thức ra khỏi trại giam, đi Mỹ liền. Trần Huỳnh Duy Thức dõng dạc tuyên bố rằng: tôi không đi, tôi lại ở tù. Tôi không muốn trở thành một món hàng trao đổi giữa hai cái nhà nước đó. Và bắt đầu tuyệt thực cho tới ngày hôm nay, ngày thứ 8. Đó là tinh thần tự cứu của dân tộc Việt Nam. Ngày nào mà dân tộc chúng ta cương quyết một điều, chúng ta đứng dậy để giải quyết số phận của dân tộc mình, thì ngày đó chúng ta bất chấp người đó là ông Obama, qua người đó là lãnh đạo Cộng sản là ai, chúng ta có thể giải quyết được tương lai của mình. Nhưng mà cái điều cuối cùng trước khi cảm ơn quý vị là như thế này. 1989, cuộc cách mạng Nhung tại Tiệp Khắc dẫn tới sự sụp đổ của chế độ Cộng sản. Một trong những người lãnh đạo của Hiến chương 77, tức là Chapter 77, là ông kịch tác gia Václav Havel. Cái bài diễn văn đó xứng đáng, chỉ cần đổi thành chữ Việt Nam thôi, nó trở thành Việt Nam. Václav Havel bảo: chế độ độc tài đã ra đi, chế độ chạy lính không còn trên đất nước chúng tôi nữa. Dần dần với sự giúp đỡ của quốc tế, dân tộc chúng tôi sẽ hồi phục lại được cơm ăn áo mặc và tự do. Nhưng dân tộc chúng tôi sẽ phải chiến đấu rất lâu dài trước một kẻ thù, đó là một dân tộc mất hoàn toàn niềm tin. Chúng tôi đã sống với nhau giả dối, chúng tôi đã sống với nhau hai mặt,
chúng tôi không tin ai bao giờ cả, vì cái chế độ đó nó đã đặt một cái nền móng khiến chúng tôi không tin tưởng lẫn nhau. Cái kẻ thù đó, dân tộc Tiệp Khắc, sẽ còn phải chiến đấu lâu dài mới hồi phục lại được cái diện mạo đúng của dân tộc Tiệp. Thì thưa quý vị, hiện nay cái điều đáng buồn nhất, đáng lo nhất không phải là chế độ Cộng sản. Cộng sản trước sau thì cũng sẽ ra đi. Chúng ta sẽ có tự do. Với sức của dân tộc Việt Nam mình, chúng ta sẽ có cơm ăn, chúng ta sẽ có áo mặc. Nhưng mà hồi phục lòng tin trong lòng từng người Việt Nam, để chúng ta có một cái dự án chung về một cái tương lai đất nước, nó là một con đường khó lắm. Và làm như thế nào? Đó là tự mỗi người chúng ta tìm lấy, gặp nhau, trao đổi với nhau, thì hy vọng chúng ta sẽ có được một bài toán Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Một địa cầu mới hay mọc lên, một thế giới mới hay ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hay cùng lên, mọi ca tranh đấu hay vang dậy, và người vì người hay chủ động vui lớn quê hương. Cho đồng bào tôi ngồi hết mắt trông chờ, nghe những ủy ban hội đồng nói vu vơ. Bao nhiêu con bỉa đói vu quanh, bao nhiêu tên trọc vũ buôn danh, bao nhiêu lực lượng tiền chi ra rồi. Cho đồng bào tôi được nhớ mãi nhớ hoài, buôn bán đời ta cho người lái mà thôi. Người cho sâu mọt chúng thêm đông, trong xương trong quỳ chúng dâng lên, mỗi tim dân lành đau nhức từng cơn. Một địa cầu mới hay mọc lên, một thế giới mới hay ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn bao đến cùng người. Một đoàn người mới hay vùng lên, bài ca tranh đấu hay vang dậy, và người vì người hay chủ động nuôi lớn quê hương. Và người vì người hay chủ động nuôi lớn quê hương. Cũng án chỉ là một cái diện mà cả Trung Cộng, cả Thái thú Cộng sản Bắc Việt tung hô lên, vận động con người và vận động thế giới bên ngoài để thấy rằng cái sự làm nhiễm độc biển ở vùng Cũng án là cái tai họa của cái tất cả những vụ nhiễm độc ở miền Trung. Nhưng sự thật đó là cái diện, nhưng cái điểm là cái sự đầu độc cả một dân tộc từ ngoài biển, trong đất liền và suốt cao nguyên hay là nguồn không khí. Đó là cái diện thực sự, đó là một sự đầu độc áp dụng cho dân tộc Việt Nam. Tại sao họ làm cái điều đó? Họ làm cái điều đó là để triệt hạ cái sức đề kháng của các thế hệ tuổi trẻ hiện tại, các thế hệ thứ hai, thứ ba về sau. Vì sao? Trong suốt 4.000 năm lịch sử, trong suốt 1.026 năm dưới 4 thời kỳ đô hộ của Trung Cộng, chúng ta, những người Việt Nam, dân ít, võ khí ít, quân khí, quân sĩ ít, nhưng mà chúng ta vẫn tự cường. Đó là cái sức dân tộc mà và niềm tin của dân tộc mà trong một giây phút nào đó anh Đinh Quang Anh Thái có khai thác cái điểm đó. Đó là cái niềm tin dân tộc. Và chính vì cái việc đầu độc ngày hôm nay để triệt hạ cái niềm tin tập, triệt hạ cái sức đề kháng của tuổi trẻ Việt Nam, để biến Việt Nam thành ra một cái ngôi sao nhỏ thứ năm của trên lá cờ Trung Cộng. Đó là cái âm mưu thật sự của Trung Cộng, và đó là có sự tiếp tay của Thái thú Cộng sản Bắc Việt. Formosa chỉ là một cái hiện tượng. Không có Formosa Vũng Án thì cũng có Formosa ở Hà Nội, ở Sài Gòn hay bất cứ ở nơi nào. Mà rõ ràng là cái thủ phạm chính đó là Trung Cộng. Và cái đồng thủ phạm đó chính là cái Đảng Cộng sản Bắc Việt. Vì cái lòng tham và cái sự ngu dốt đã đang bán đứng cái đất đai cho Trung Cộng qua các vụ đầu tư khai thác các công ty nước ngoài. Cho nên con chúng ta, tuổi trẻ Việt Nam chúng ta cần nên nhớ, ngày nào còn Đảng Cộng sản Bắc Việt thì ngày đó chúng ta còn đối diện với cầu họa Việt vong. Việt Nam sẽ trở thành một cái Tây Tạng thứ hai của phía Nam. Thì để kết luận,
Chúng tôi xin lặp lại câu nói của vua Duy Tân: nước dơ phải lấy máu mà rửa. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, là một người trẻ sống và lớn lên ở Hoa Kỳ, thì khi thấy được những tin tức ở trong quê hương của chúng ta gần đây, vụ cá chết hoặc là những vụ việc bị chà đạp nhân quyền, thì những người trẻ chúng tôi thấy rằng những gì đã và đang xảy ra trên đất nước của chúng ta trực tiếp có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sau này của các bạn trẻ Việt Nam, và có thể gián tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước chúng ta. Cho nên chúng tôi là những người trẻ cũng rất là thao thức và ưu tư nghĩ đến vận mệnh của đất nước mình. Trước tiên con xin chào các bác, các cô chú và các anh chị, và cảm ơn VNTV đã mời con tới đây để nói cảm nghĩ của con. Và trước tiên con xin lỗi là tiếng Việt con không được giỏi cho mấy, và có gì bỏ qua cho. Về vụ cá chết bên Việt Nam, khi con nghe con rất là cảm động và cũng rất là bức xúc. Và con nghĩ là cái điều quan trọng mà những người Việt Nam đang sống ở nước ngoài là mình nên làm, mình nên dạy thế hệ trẻ, cũng giống như cái cô đó đã nói, mình nên dạy thế hệ trẻ để họ biết không những về lịch sử Việt Nam mà là những chuyện đang xảy ra, để họ yêu Việt Nam hơn và họ xót xa cho Việt Nam hơn. Bởi vì những gì bởi vì họ trong tương lai sẽ là những người có khả năng trở về Việt Nam áp dụng những gì họ học được ở nước ngoài để giúp những thiên tài ở Việt Nam, để mở một trang lịch sử mới cho đất nước Việt Nam, để Việt Nam trở thành mạnh mẽ và ấm áp hơn. Chào quý vị, các bậc cha chú ở đây. Con tên là Đức Thanh Trí, con thuộc thế hệ 1/1 vượt biên tới Mỹ năm 1990. Con là người Việt Nam, con mang trong người dòng máu Việt Nam, con mang nỗi đau của Việt Nam. Vụ kiện vụ án này làm ảnh hưởng đến biết bao nhiêu Việt Nam, 4 tỉnh miền Trung, bây giờ nó đã lan qua tới miền Bắc, miền Trung, miền Nam, không ai biết được. Con xin lỗi chị Mai Thanh Chiết, tiến sĩ Mai Thanh Chiết cũng không biết được cái chuyện này sẽ ảnh hưởng tới chừng nào. Cả một cái thế hệ Việt Nam, ai là người chịu trách nhiệm? Chế độ Cộng sản Việt Nam hèn nhát, không dám làm phật lòng hoặc là đáng bán nước cho thiên triều phương Bắc. Xin lỗi quý vị, nhưng mấy vị ở Sài Gòn, quý vị có dám ăn một tô canh chua với nước mắm bây giờ không? Mà không dám, không có một cái ý nghĩ là bị ngộ độc không? Con nghĩ Việt Nam bây giờ cần là cái có tinh thần trách nhiệm và tinh thần chịu trách nhiệm. Be responsible and be accountable for your actions. Cái nhiệm vụ của chúng ta, con nghĩ cái nhiệm vụ của chúng ta ở nước Mỹ này, ở hải ngoại này, là làm một cái gì đó tiếp sức cho những người ở trong nước. Nó phải bắt đầu từ ở trong nước. Mình làm được cái gì đó, mình làm để cho Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm những cái điều phản dân tộc mình đã đang làm. Cảm ơn. Lan xin kính chào quý khán giả của VNTV cũng như khán giả tại cả khán phòng này. Thì cái lời Lan muốn gửi đến, thật ra là Lan muốn gửi đến đồng bào của Việt Nam. Thì chúng ta biết là cái chất độc kim loại nặng cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như mạng sống của con người và cả thế hệ sau này của chúng ta. Và cái viễn cảnh lực lượng lao động chủ yếu tương lai của Việt Nam là những người thiểu năng, dị dạng, không tự chăm sóc được cho bản thân, thì Việt Nam sẽ như thế nào? Lan là một người mẹ, Lan cảm thấy mình có trách nhiệm
yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cho con cái của mình. Lan dùng hết khả năng của mình để nuôi dưỡng hy vọng con của mình trở thành một người có nhân cách, tự lực, mạnh mẽ, độc lập và mạnh khỏe và thông minh. Nếu có chuyện gì xảy ra cho và đe dọa tính mạng con của Lan, Lan nghĩ Lan có thể hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ con Lan. Thì Lan nghĩ những người bậc làm cha làm mẹ ở Việt Nam cũng có suy nghĩ giống như Lan. Và hiện tại cái môi trường sống của Việt Nam đang đe dọa cái tính mạng của đồng bào Việt Nam, con cái của họ, và những đứa con sẽ được sinh ra bởi con cái xinh đẹp hiện tại của họ. Thì cái câu hỏi đồng bào Việt Nam phải làm gì? Chúng ta cần lắm những người có tấm lòng với đất nước và đồng bào Việt Nam, và cũng như có cái chân lý về tự do và dân chủ, và cũng như là quan trọng nhất là phải có can đảm chống lại cái không sợ cái, cường quyền và bạo lực, thì nước Việt Nam mình mới có hy vọng. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mơ, mà giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta. Hoàng trường xa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xâm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Nguyễn Cư xin cảm ơn quý vị. Kim Thu và chị Tạ Phong Tần là những chị em mà ở trong nước từng đi xuống đường, rồi từng đi biểu tình, cũng chỉ vì cái tấm lòng yêu nước của mình mà bị Cộng sản Việt Nam họ ngăn cản, đàn áp, bắt bớ, bỏ tù. Thì đứng ở trong một đất nước tự do như ngày hôm nay thì không thể nào Kim Tu hay chị Tạ Phong Tần quên những bạn bè mình, những người thân yêu của mình còn ở lại trong nước. Nên là những ngày đó Kim Thu đều tham gia. Cũng giới thiệu quý vị, Kim Thu là một dân oan thôi, cũng là chỉ là một dân oan. Có thể là lên Google gõ là dân oan lên thì Kim Thu thì sẽ là Kim Thu có trong cái nói thêm về cái quá khứ của Kim Thu là năm 21 tuổi là Kim Thu đã đi, chỉ là bị mất đất đai nhà cửa, xuất xứ là con của ba là lính Việt Nam Cộng Hòa, lính địa phương của Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó hệ lụy Kim Thu phải chịu khi mà bị cướp hết đất đai, đi đòi công lý, chỉ là đòi cái quyền lợi đất đai của mình thôi. Thì khi mà năm 2001 á, thì năm 1988 Kim Thu bắt đi đòi. Thì đến khi năm 2001 ra Hà Nội thì lúc đó Kim Thu đã sụp đổ hết hy vọng. Tại vì ở địa phương thì nói nơi đó là cơ quan quyền lực tối cao, nhưng thực chất ở đó là cái chỗ mà cái ổ tham nhũng để cho cấp dưới nuôi cấp trên. Từ đó là một cô gái mới 21 cái đầu, quý vị, rất là non trẻ, nhưng mà phải đối đầu với một chế độ để tồn tại đến ngày hôm nay. Nếu như đến qua những cái cuộc tranh đấu mà không có cộng đồng hải ngoại, không có những hội đoàn tổ chức, không có những người mà bỏ xứ để ra đi, thì chắc lẽ ngày hôm nay Kim Thu không đứng ở trên đất nước này. Và nói đến nên rất Kim Thu hồi nãy nghe là cái cô bạn trẻ đó nói là mình nói không rành tiếng Việt, cũng không nhớ rõ tên, rất là mạn phép cảm ơn cô bé ấy. Tuy lớn lên sống ở đất nước tự do mà không có an phận của mình, mà còn hướng về quê hương Việt Nam. Ai từng đi trên đường Việt Nam, bước âm thầm và tim nát tan. Bao lòng tham chất chưa đầy, nhưng mưu đồ bảo toàn đang ngăn